Xin chào đó nhà mình tiếp tục quay trở lại với kênh Đồ Cổ Cần Thơ ở bên em vào clip mới nhất vào buổi chiều tối ngày 8 tháng 6 thì rất vui là được đồng hành và chia sẻ những sản phẩm mà bên em vừa sưu tầm được trên cả nhà mình. Đến clip buổi chiều tối ngày hôm nay thì mã số 1 đầu tiên là giới thiệu với cả nhà mình đó, có một sản phẩm rất là đặc biệt nha. Đây là một cái quyển kinh đá rất là đẹp để giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Đây cả nhà cùng xem nha. Đây là thông đèn rất là đẹp nha. Đó, đây là một quyển sách đá nha. Đây cái này mình xem rất là đẹp nha. Trên đây là có hình ảnh của giống như là một vị đang ngồi viết sách nha, rất là đẹp. Thông đèn nha cả nhà ha, đá này thông đèn rất là đẹp nha, được đựng trong một cái quyển album rất là đáng đi sưu tầm. Và chiều cao của tác phẩm này á có khoảng 20 cm và nó bao gồm là 24, 16, 18, khoảng 20 cái thẻ đá khác nhau. Cả nhà mình cùng xem ha, mỗi thẻ đá là chữ được khắc ăn mòn trên đây, rất là đẹp cho cả nhà nha. Đây là một sản phẩm rất là đáng để sưu tầm. Bên em vừa sưu tầm được giới thiệu cùng cả nhà ha. Nó nằm trong nguyên một cái quyển album như thế này. Và đầu tiên thì có giá giao lưu với cả nhà mình là 3.900.000. 3.900.000 cho sản phẩm mã số 1 ngày hôm nay nha. Rồi thế là sản phẩm số 2. Số 2 thì hôm nay bên em còn được hai cái quyển kinh đá. Đó, để giới thiệu cùng cả nhà mình trong video ngày hôm nay. Đó, một quyển đá xanh và một quyển đá đỏ như cả nhà ha. Em để cho nhà cùng tiện theo dõi ha. Hai quyển kinh đá. Mỗi một quyển bao gồm 8 trang. Đó, cả nhà cùng xem nha. Đá đây cũng được thông đèn rất là đẹp ha. Mỗi một quyển nó bao gồm có 8 trang. Đây. Rồi, đây. Đó. Hai quyển cả nhà ha. Và là hai quyển kinh Phật khác nhau nha. Và mỗi một quyển như thế này bên em có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.500.000 ha, 1.500.000 cho một quyển. Đó, rất là đẹp. Cả nhà mình có được hai quyển nha cả nhà nha. Kinh đá ha, từng trang đi cả nhà xem, rất là đẹp nha. Và từng viên vị đá được thông đèn rất là đẹp luôn ha. Đó. Chữ được khắc ăn mòn, 1.500.000 một cái. 1.500.000 một quyển chứ cả nhà có nhu cầu sưu tầm mấy quyển thì báo em ha. Nếu mà có lấy hai quyển thì bên em sẽ có phía chút đỉnh cho mình nha. Hôm nay em có về được hai quyển để giới thiệu cùng cả nhà mình trong video ngày hôm nay. Đây là mã số 2 nha. Rồi, thứ này là mã số 3. Mã số 3 của ngày hôm nay thì giới thiệu với cả nhà mình có được một cái đồng hồ rất là đẹp. Đẹp độc lạ luôn nha, Levis. Đó, đây là một cái đồng hồ rất là đáng để mình sưu tầm nha. Thì sau đây là chi tiết của đồng hồ này cho cả nhà mình tiện theo dõi nha. Em để gần lại. Đây. Thứ nhất là đồng hồ này là Omega. Đây cả nhà cùng xem nha. Đó. Và mặt sau là để lộ nguyên hình châu Âu rất là đẹp. Đây cả nhà cùng xem ha. Chân là chân Levis nha, chất liệu bằng đồng. Đó, nguyên một cái đồng hồ Omega, trong cái nguyên bộ máy đang hoạt động này rất là to nha cả nhà ha. Ở dưới này bằng đồng nha. Đây. Đây là mã số 3 trong video ngày hôm nay. Và cái này thì có giá giao lưu cả nhà mình là 2 triệu đồng ha. Mình lên code ở trên, nút trên này nút lên code nha. Và chiều cao của tác phẩm này á là 20. Rồi bị nghe là có khoảng là 13. 2 triệu đồng cho một cái đồng hồ Levis mã số 2 của ngày hôm nay. Rất là đẹp nha cả nhà nha. Đây là mặt sau ha. Mặt sau là hình ảnh châu Âu rất là đẹp. Rồi đây là mã số 2. Ủa đây là mã số 3 chứ, xin lỗi cả nhà mình ha. Rồi tiếp theo mã số 4. Mã số 4 thì cũng là một cái đồng hồ Levis nữa, hôm nay em có hai mẫu để giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Đây là mẫu ở mã số 4, cũng là ảnh châu Âu luôn, rất là đẹp nha. Đây là mã số 4 trong video ngày hôm nay ha. Đây mình lên code ở đây, lên code rồi giờ mình chỉnh giờ ha cả nhà ha. Chỉnh giờ là mình kéo nhẹ lên nha. Đó là máy sẽ hoạt động thôi. Rồi chiều cao tổng thể cũng của cái đồng hồ này cũng khoảng là cao khoảng 20. Rồi bề ngang là có khoảng là 12 và có giá giao lưu với cả nhà mình. Cái này cũng là 2 triệu đồng luôn nha cả nhà nha. Cả nhà có nhu cầu sưu tầm thì báo em ha. 2 triệu đồng cho mã số 4 trong ngày hôm nay. Rồi thứ hai mã số 5. Mã số 5 thì hôm nay bên em có về được một cặp dĩa rất là đẹp. Giới thiệu cùng cả nhà mình nha. Đó, một cặp dĩa chất liệu bằng đồng lắc cây bạc rất là dày.
đó, và kèm theo hai cái đế để mình trưng bày luôn ha. Đây là mã số 5. Thì mã số 5 này về trọng lượng là tầm có khoảng là 1 kg cho hai cái dĩa này nha, đồng tử, và kèm theo hai cái cây để lên ngay cái nào ha. Và đường kính là 15. Đó. Đây phía sau có chạm chữ luôn, rất là đẹp như cái nào nha. Và một cặp như thế này bên em có giá Zalo cái nhà 1,5 triệu ha, đồng lắc cây bạc. Rồi thứ hai mã số 6. Mã số 6 trong video ngày hôm nay là còn được hai cái dĩa nữa. Hai cái dĩa sau này là của Phật Tổ ha, và Quan Âm. Thì cũng một cặp cũng đồng giá Zalo với cả nhà mình rồi. 1 triệu luôn nha, mã số 6 trong video ngày hôm nay. Đó, cũng kèm theo hai cái đế để mình để lên vậy. Rất là dày, rất là đẹp. Và đường kính đó. Đường kính là có khoảng là 15. Rất là đẹp nha. Đây là mã số 6. Rồi, tiếp theo mã số 7. Đây là mặt sau có chạm rồng như thế nào nha. Rồi, tiếp theo mã số 7 trong video ngày hôm nay là một cái sông trầm rất là đẹp. Sông trầm mặt trăng. Đó. Đó, cả nhà cùng xem ha. Nguyên một cái sông trầm treo mặt trăng rất là đẹp nha. Mình bỏ trầm vô đây mình đốt thì khói trầm nó sẽ bay lên nha cả nhà nha. Bỏ trầm vô đây ha. Sông trầm mặt trăng nha. Tổng trọng lượng là khoảng 1,2 kg. Và chiều cao của sông trầm mặt trăng này rơi vào khoảng là 31 cm. Bề ngang là tầm có khoảng là 22. Đó, chất liệu vân đồng. Và một cái sông trầm treo như thế này. Bên em có giá Zalo với cả nhà mình là có giá Zalo với cả nhà mình là 1,7 triệu cho mã số 7 trong video ngày hôm nay. Rồi tiếp theo mã số 8. Mã số 8 thì bên em còn được cặp trâu ha. Đó, một cặp trâu đồng. Cặp trâu này rất là to, rất là nặng. Cặp trâu này tầm có khoảng là 4,8 kg. Đó, 4,8 kg nha cả nhà nha. Và chiều dài tổng thể là có khoảng là 23, và chiều cao tầm có khoảng là 10 cm, và có giá Zalo với cả nhà mình cặp trâu như thế này 2,2 triệu, 2,2 triệu cho mã số 8 trong video ngày hôm nay. Rồi tiếp theo mã số 9 thì hôm nay là còn được một tượng đồng châu Âu ha, hình ảnh một cô gái nha. Đó, một cô gái châu Âu rất là đẹp, chất liệu bằng đồng, tổng trọng lượng là khoảng 3 kg. Và chiều cao tổng thể là tầm có khoảng là 30-31,5. Rồi bề ngang là tầm có khoảng là 10-12 cm. Và tượng cô gái châu Âu này có giá Zalo cả nhà mình là 1,8 triệu cho mã số 9 trong video hôm nay. Rồi tiếp theo mã số 10. Mã số 10 là còn được một cái gạt tàn đẹp độc và lạ nha cả nhà ha. Đó là một cái gạt tàn hà mã, hình ảnh con hà mã trong đây. Chiều cao tổng thể là có khoảng là 13 cm. Đó, và chiều ngang là tầm có khoảng là 11. Chất liệu vận động. Gạt tàn hà mã ha. Đẹp độc và lạ nha. Cái giá Zalo cả nhà mình là cái gạt tàn là 900.000 ha. 900.000 cho mã số 10 trong video ngày hôm nay. Rồi tiếp theo mã số 11. 11 là một cái ông bút chú tiểu. Ông bút có hình chú tiểu trên này. Chú tiểu cầm bình rượu. Đó, tổng trọng lượng là khoảng 900 g. Và chiều ngang của cái ống bút này rơi vào khoảng là 15, và chiều cao là 12, và có giá Zalo với cả nhà mình là có giá Zalo với cả nhà mình cái ống bút này là 950.000. Cả nhà có nhu cầu sưu tầm thì báo em ha. Đây là mã số 10-11 trong video ngày hôm nay. Rồi tiếp theo mã số 12 cũng là mã số cuối cùng trong video ngày hôm nay, thì giới thiệu với cả nhà mình có về được một cái cặp đèn ha, cặp đèn dầu của Pháp rất là đẹp trong mã số 12 trong video ngày hôm nay. Thì một cặp đèn dầu này cái đế nó dưới là đế đồng như thế nào nha. Và chiều cao nó lên tới là 74 cm. Đó, cả nhà mình cùng xem nha. Bầu là bầu bằng thủy tinh ha. Họng này bằng đồng. Chân ở dưới là bằng đồng luôn nha. Thân thì đá. Và một cặp như thế này thì bên em có giá Zalo cả nhà mình là 6,5 triệu nha. Đây cũng là mã số cuối cùng trong video ngày hôm nay mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình. Xin cảm ơn cả nhà đã ủng hộ kênh Đồ Cổ Cần Thơ trong thời gian qua. Thì xem được đừng quên em xin một like và đăng ký kênh các nhà nha. Rồi xin chào, hẹn lại nhà vào lúc sau những sản phẩm đẹp độc và lạ hơn nha. Xin chào, hẹn lại.